Leroy. Sao lại dùng túi đen thế? Giống như kiểu kẻ giết người hàng loạt vậy. Vào việc thôi. Xem ra thì tôi nên hợp tác với ông nhiều hơn nữa. Có đem bánh mì cho tôi không? Ông thích lasagna chứ? Được rồi, ra khỏi nó ngay. Giơ tay lên cho tôi thấy. Giơ tay lên để tôi thấy anh đã bị bắt. Nào, bước ra ngoài. Từ từ thôi, ra ngoài ngay. Ra ngoài ngay. Ông, ra ngoài ngay. Chết tiệt. Mẹ kiếp, ông đã bắn cảnh sát rồi. Ông đang làm cái gì vậy? Ông vừa mới bắn cảnh sát đi. Câm miệng, vào trong lấy tiền. Mau lấy tiền ngay. Ông đã bắn vào cảnh sát rồi. Tuyệt thật. Đi nào, lên xe thôi. Qua đây. Lấy hai cái thùng ra. Tại sao? Bởi vì tôi đang có súng. Đó là lý do. Ở đâu? Cứ đi đi. Thế cứ đi đi. Để một thùng súng đó. Thùng còn lại để ở đây. Được rồi. Ngồi lên trên đó đi. Để làm cái quái gì chứ? Đây gọi là kiểu thẩm vấn của người Mexico. Giờ thì ngồi lên đó đi. Ai biết về vụ mua bán của chúng ta? Tôi không biết. Tôi cứ tưởng họ đi theo ông đến đây. Chết tiệt. Tôi rất thích những tên khốn như anh. Anh biết tại sao không? Không. Tại sao? Bởi vì anh sẽ tạo mục tiêu dễ bắt. Khí thật. Ông đang muốn làm gì vậy? Sao không giết phúc tôi đi? Ngồi xuống. Ông đang làm gì vậy? Giờ tôi đã giết hai người rồi. Thấy một người nữa cũng không có gì khác đâu. Ai biết về vụ mua bán của chúng ta? Nếu tôi nói cho ông biết, ông sẽ giết tôi mất được chứ? Nếu tôi nói ra, ông sẽ giết tôi. Nghe này, ông phải hứa sẽ đưa tôi đến nơi an toàn. Cơ hội cuối cùng. Một, hai, mẹ kiếp. Khỉ thật, đó chính là Carlito. Carlito đi. Carlito Ken, khốn thật. Thấy chưa, chuyện này cũng đâu có khó lắm. Anh không có làm thế. Em đi đâu đấy? Anh hư quá. Nếu anh thắng thì em sẽ mời anh ăn tối. Anh có thể nghĩ ra cách tốt hơn để vận động đi. Cái đó để sau. Nhưng giờ anh phải bắt được em trước đã. Dừng lại. Thắng anh rồi nha. Được rồi, em thắng. Đây. 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 Chấm với em.
Tiếp đến là ông. Một ngàn à? Ông chơi nhầm đội rồi đấy Frank. Hãy giả vờ thua, đừng gây khó dễ cho bản thân. Tỷ lệ cược của ông là 6-1. Được đấy. Tối nay các bạn có vui không? Tiếp theo sẽ là một trong những võ sĩ yêu thích của các bạn. Các bạn mà biết anh ta, các bạn sẽ yêu anh ta. Hãy vỗ tay chào đón nhà vô địch của mọi người. Chết, xe tăng. Một đối thủ thậm chí hét to lên nữa nào. Về đến lượt người thách đấu. Tuy trong ông ấy có vẻ tàn tạ, nhưng tôi đảm bảo ông ta vẫn có thể đá đích vài tên trong lòng này đấy. Hãy chào mừng Frank Bullet Marasco. Tao đã chờ điều này lâu rồi, Bullet. Tao có quà từ San Quentin cho mày đi. Được rồi, tôi muốn có một trận đấu công bằng và sạch. Mày có quen nha sĩ giỏi nào không, xe tăng? Tại sao? Đó chính là lý do đi. Đứng dậy đi. Chết tiệt. Đi thôi, đến giờ rồi. Lần sau sẽ không còn 6-1 nữa đâu. Sẽ không có lần sau đâu. Đừng quay lại nữa.
Tôi đang đưa tin tại bên ngoài nhà tù San Quentin, nơi mà Manuel Ken, 40 tuổi, là con trai duy nhất của ông trùm Calito Ken, đang chờ hành hình. Ken bị kết án tử hình khi giết ba cảnh sát Los Angeles tham gia cuộc đột kích bất ngờ vào một trong những ngôi nhà an toàn của ông trùm. Chỉ chốc lát nữa thôi, bang California sẽ thực hiện việc hành hình Manuel Ken bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Xuống xe, nhanh lên, ra khỏi xe đi, buông cô ấy ra. Thống đốc Johnson, để tôi giới thiệu Maria cho ông làm quen nha. Thống đốc, tôi rất muốn cảm ơn vì sự hỗ trợ giúp đỡ của ông. Tôi xin phép một chút nha. Jess, có chuyện gì vậy? Jess, anh à, xảy ra chuyện gì? Jess, đây là gì vậy? Tôi sẽ nói nhanh thôi, bởi vì thời gian cho tất cả chúng ta đang cạn dần. Hãy ra lệnh trì hoãn hành hình trong 72 tiếng cho Manuel Ken ngay. Anh là ai? Tôi không có thời gian để trả lời. Ra lệnh trì hoãn 72 tiếng ngay. Tôi phải có một lý do chính đáng để trì hoãn hành hình chứ. Thế à? Ôi Chúa ơi, thấy đã đủ chính đáng chưa? Ông nghĩ là tôi đùa à? Như thế đã đủ nghiêm trọng với ông chưa? Làm ngay đi, nếu không con gái ông sẽ là người tiếp theo đi. Greg, làm theo lời anh ta đi, cứ làm đi. Do đó, bang California tuyên án tử hình Manuel Ken bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Có lời nói cuối cùng không? Tao sẽ gặp mày dưới địa ngục. Sở cảnh sát Los Angeles. Leroy, cái quái gì thế này? Anh thích màn biểu diễn của chúng tôi chứ? Tôi nghĩ cảnh nói chuyện cũng khá tốt mà. Hay đấy, đừng cảm thấy tệ hại, anh chỉ bị chơi thôi. Tôi nghĩ điều đó sẽ dễ chịu hơn những chị chúng sắp làm với anh trong tù. Được rồi, chuẩn bị sẵn bài diễn văn đi đoạt giải Oscar đi. Chuyện này hoàn toàn trái luật, tôi muốn gặp luật sư của tôi. Nghe này, tôi muốn thông tin chi tiết. Leroy, hẳn ông bị điên rồi. Ông ta sẽ giết tôi, ông biết mà. Ông bị mất trí rồi. Ken sẽ giết tôi. Chẳng phải các anh đã biết rồi sao? Không ai dám gây chuyện với Ken cả. Tôi muốn gặp luật sư của tôi. Đã báo cho luật sư của ông rồi. Để tôi nói vài thứ cho anh biết nha. Nghe đây. Và anh hãy nghe thật kỹ. Đồ rác rưởi vô dụng. Anh có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, hãy tha cho Ken và chúng tôi sẽ cho hắn ngồi tù một xương. Thứ hai, anh không tha cho Ken và chúng tôi sẽ tung tin rằng anh là người chỉ điểm. Đúng thế, chúng tôi sẽ tung tin anh là người chỉ điểm đã cho chúng tôi biết cả đống tin. Và tôi sẽ cho anh khoảng một tuần. Ừ, có thể là thế. Một tuần sau, một tuần trước khi anh ta tìm ra và giết anh. Cho nên sự lựa chọn tốt nhất của anh là sự lựa chọn thứ nhất. Ông đang lừa gạt tôi. Mọi người đã thấy tôi vào đây, họ biết tôi ở trong này. Ừ, anh nói đúng. Ông đang gạt tôi.
Anh nói đúng. Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra. Chúng tôi đi lấy cà phê, anh cứ làm những việc anh muốn. Được rồi, được rồi. Tôi không có ý như vậy. Tôi đã thay đổi quyết định. Tôi sẽ cho ông những thứ ông cần. Tôi có thể được giảm án nếu làm thế, phải không? Các anh phải hợp tác với tôi mới được. Các anh phải hợp tác với tôi. Anh cứ viết đi, rồi chúng tôi sẽ xem có thể làm gì. Dân, thưa sếp. Lucas Kruger, cánh tay phải đắc lực của Ken. Anh ta đang nói gì? Giống rên rỉ hơn. Nhưng anh ta ký rồi. Tại sao ông có thể bắt hắn ký vào đó vậy? Anh không muốn biết đâu đại úy à? Ông nói đúng, tôi không muốn biết. Nhưng Leroy nói rằng Ken sẽ là một vụ lớn vào lúc rạng sáng. Có vẻ như tất cả chúng ta sẽ phải làm gì cả đêm ở một studio nghệ thuật ở khu buôn bán. Kruger, tôi muốn bắt con khỉ đột chứ không phải là khỉ con. Mỗi lần chỉ bắt một con thôi đại úy à. Ông quả thật đã bắt Leroy khai hết ra. Thành quả cả ngày đấy người anh em à. Thanh tra, tôi muốn xem thân chủ của tôi đã ký những gì. Đợi đã, cô nói gì cơ? Tôi nói, tôi muốn xem thân chủ của tôi đã ký những gì. Leroy chắc hẳn cũng kiếm được không ít. Thuê một luật sư đắt tiền như cô, đừng kiếm chuyện với tôi. Marasco, ông không được quyền bắt anh ta ký vào bản khai tuyên thệ khi không có mặt tôi ở đó. Cái đó là tự anh ta ký đấy chứ. Bản khai đó trên tập hồ sơ ở văn phòng thư ký. Nếu cô muốn lấy một bản sau, tôi chắc họ sẵn sàng đưa cho cô. Nhưng về phần tôi, tôi trễ giờ rồi cưng. Khỉ thật. Tôi là Đặc Dụ Điên. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô đây Đặc Dụ Điên? Tôi đến đây để bàn về vụ điều tra ông trùm Ken. Sao? Cảnh sát liên bang cần chúng tôi giúp sao? Thường thì cảnh sát địa phương chúng tôi hay làm vướng chân vướng tay mà. Thật ra thì công tố viên liên bang muốn điều tra về chứng cứ mới có thể dẫn đến việc Manuel Ken vô tội. Chính ông đã bắt anh ta. Thanh tra, ông có biết liệu đó có thể làm bằng chứng gì không? Có chứ, bằng chứng không tồn tại. Tôi bắt Ken ngay tại trận, hắn có tội. Và nạn nhân mà hắn giết là cảnh sát tốt và những người bạn. Được rồi, đây chính là những cố gắng cuối cùng. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn xem lại hồ sơ mà ông có về Ken. Hồ sơ về Ken, tất cả ở trong này này. Và không ai tỉnh táo mà lại khúc vũ trang vào đó cả. Được rồi, ông có phiền không nếu tôi đi theo ông để học tập về điều tra? Tôi đã nghe về danh tiếng của ông, thanh tra. Cứ đi theo tôi nếu cô muốn. Nhưng khi tôi mất hút ở lối rẽ, hình bóng của tôi sẽ biến mất. Và tôi không phải là người giữ trẻ đâu đây. Vậy chúng ta bắt đầu lúc 12 giờ. Hãy ở yên trong làn đường của cô Đặc Vụ à. Đặc Vụ. Ông ta luôn gắt gỏng như thế à? Gắt gỏng à? Tâm trạng ông ta đang tốt đấy. Cảm ơn.
Tôi muốn nói chuyện riêng với người này. Anh nghe cho kỹ đi. Anh có thể nói với bố của anh rằng nếu có chuyện gì xảy ra với con gái tôi, chính tôi sẽ hộ tống hai người xuống địa ngục. Tôi sẽ săn đuổi các người cho đến ngày cuối cùng trong đời mình, như thế các người là chó. Và tôi không quan tâm họ có hành hình tôi không. Tôi chấp nhận định mệnh của mình. Còn ông thì sao, thống đốc? Con gái của tôi là cả thế giới với tôi. Con người sẽ trở nên nguy hiểm nếu ý nghĩa tồn tại của người đó bị đe dọa. Hãy nhớ lấy. Ừ, thống đốc. Và ông cũng hãy nhớ lấy. Bố tôi và tôi là những người thân của nhau duy nhất trên thế giới này. Ông cứ làm việc của ông, chúng ta sẽ có được cái chúng ta cần. Rõ chứ? Ừ. Tốt. Ông sẽ sớm nhận được thông tin ông cần để thả tôi ra. Cảnh vệ, đưa tôi ra khỏi đây. Nghệ thuật vĩ đại đòi hỏi phải hiểu rõ cái chết. Nhưng tụi bay biết đi, chỉ đến khi tụi bay cận kề cái chết, tụi bay mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cái chết. Đất nước này được xây nên bởi bọn trộm cắp và giết người, những kẻ cuồng đạo, người gây rối cho xã hội. Nhưng tụi bay biết bọn gây rối sẽ làm gì khi chúng có cơ hội không? Chúng quăng kinh thánh đi và nhặt lấy một cây súng. Đất nước này được xây dựng trên vô số những rắc rối, chứ không phải hiến pháp gì cả. Trên lá cờ không nên có những ngôi sao, mà là những cây súng mới đúng. Chúng ta là những kẻ khốn khổ với cây súng, và khi tụi bay ngắt đường chúng ta, thì chúng ta sẽ xử hết chúng mày. Và khi bọn bay ăn cắp, bọn bay không chỉ gây sự với tao, mà còn với cả giấc mơ Mỹ nữa. Tiền của tao đâu? Thà chết chứ không nói ra. Đó là một kẻ gan dạ, hay chỉ là một thằng điên ngu ngốc? Tiền đâu rồi? Tiền đâu? Kéo nó đứng lên. Giờ mày hãy lết về với Phiên và bảo rằng hắn ta chỉ có một tuần. Cảnh sát đến. Hỉ thật, tất cả những chuyện này chẳng có kết quả gì hết. Travis, cánh cửa. Đã đến trễ rồi. Bỏ súng xuống. Chặn lối cửa sau lại. Đi đi, để tao xử bọn chúng.
để tôi lo đằng sau. Bỏ súng xuống ngay, làm ngay đi, bỏ lên, để tay lên đầu, không được cử động. Được rồi, chết tiệt, đừng đi. Tạm biệt nha. Chết tiệt, lẽ ra nên bắn hắn. Tôi không yêu cầu bảo lãnh, tôi vẫn ổn, được chứ? Cảnh sát đâu? Anh không nên làm trái lời khuyên của tôi, Leroy. Tôi không làm trái lời khuyên của cô. Tôi phải nhờ gọi giúp đỡ từ người bạn mới của chúng ta, thống đốc, để hủy bỏ lời khai của anh đi. Thống đốc à? Giờ thì sao? Vào trong đi, đầu đất. Cô trước. Cảm ơn. Ấn nút xuống sảnh. Lẽ ra anh nên ngậm miệng lại. Hoan nghênh. Đến đây nào. Được rồi, bình tĩnh đi nào. Tôi phải về nhà mới đúng. Tôi không còn sự lựa chọn nào cả, ngài Ken. Tôi thề có Chúa, tên cảnh sát khốn kiếp này đã chơi tôi. Hắn ta sẽ giết tôi, ngài Ken. Xin hãy nghe tôi. Nằm xuống. Xin ông đi. Nằm xuống đi. Để làm gì? Cứ nằm xuống đi. Tao muốn mày nằm yên và há miệng ra. Tốt. Mày đang nhúc nhích đi, Leroy à. Thôi nào, nằm im đi. Chẳng phải ta đã bảo mày nằm im rồi sao, Leroy? Tôi đã làm theo lời ông nói. Nhìn trái banh rớt xuống. Tao đã bảo mày nằm im, mà mày lại không làm thế. Mày làm hỏng cú đánh của tao, Leroy. Đồ khốn, tao đã bảo mày nằm im cơ mà. Chết tiệt. Chào mọi người đến với tổ chức Narcotics Anonymous. Đây là buổi họp nhóm để động viên và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hồi phục của chúng ta, đồng thời hỗ trợ những người khác và mang thông điệp của chúng ta đến với những người khác. Chúng ta hãy bắt đầu lời nguyện cầu thanh bình. Xin Chúa hãy ban cho chúng con sự thanh bình để chấp nhận những thứ mà chúng con không thể thay đổi. Xin lỗi bố đến trễ. Con không muốn nghe về điều đó. Con đã yêu cầu bố một chuyện thôi. Con cứ tự mua quan tâm đến con đủ để dẹp công việc sang một bên. Bố biết việc này rất quan trọng. Bố thật sự xin lỗi. Tối nay là một ngày sinh nhật đặc biệt của một người. Chúng ta đã theo dõi từng bước tiến của cô ấy trong năm nay. Và đây là một tấm gương điển hình của chương trình Nói Không Với Rượu và huy hiệu của năm dành tặng cho Vanessa cho sinh nhật của cô ấy. Giờ Frank sẽ là người trao cho cô ấy. Mời hai người lên đây.
Xin chào. Tôi là Vanessa, tôi là một kẻ nghiện. Xin chào Vanessa. Tôi không có gì nhiều để chia sẻ, nhưng mà tôi thật sự cảm ơn chương trình này và các bạn hãy nhớ trở lại đây. Chương trình thật sự có hiệu quả. Tên tôi là Frank và tôi là một kẻ nghiện. Chào Frank. Tối nay, con gái tôi nhận được huy hiệu của năm. Và tôi xin lỗi khi đã phải để con bé trải qua những chuyện đó. Nhưng tôi cảm ơn đến đấng tối cao. Khi tôi đã có mặt ở đây, khi con bé đã chuẩn bị khỏi hoàn toàn, hãy nhớ, đi từng bước, bởi vì thang máy đã hư rồi. Vậy bây giờ chúng ta ổn rồi à? Chúng ta tạm ổn thôi. Từ ổn có thể hơi sớm. Này, con sẽ học được trong các buổi họp rằng một người hoàn toàn tỉnh táo và không nghiện nữa không có nghĩa là họ không phải là tên khốn nha. Bố là một ví dụ hoàn hảo đi. Bố là một tên khốn, nhưng mà bố là bố duy nhất của con, cho nên, và bố cũng là ông ngoại duy nhất của Mario. Đây cho con này. Không, thôi đi, thế là quá nhiều rồi, đừng ngốc thế. Muốn bố phải làm gì đây, nhảy sao? Đừng ngốc thế, bố yêu con. Cảm ơn. Cái này sẽ giúp ích được rất nhiều. Ngày mai bố và Mario sẽ đi với nhau. Bố nhớ là buổi trưa, không phải 2:30 hay là 1:39 đâu đây. Ừ, buổi trưa. Cảm ơn. Mời chào. Xin chào. Chào bố, chào con yêu. Ông ngoại. Sao rồi nhóc? Đây, của con đây. Chào bố. Máy Wikibet tuyệt vời quá. Phim được thực hiện bởi phim viết chấm. Cho mẹ xem được không? Máy này đẹp thật. Không được đâu. Bố à, bố đừng đem quà đến nữa. Đây là cái mới nhất và lớn nhất bây giờ đấy. Chúng ta có hẹn với công viên đấy nhóc. Đi thôi. Con mang theo được không? Không, cát sẽ dính vào đi. Cảm ơn bố. Tạm biệt. Tạm biệt mẹ. Thật không tin được. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Con bảo với những bạn kia ông là cảnh sát nhưng họ không tin con. Con có thể cho họ xem huy hiệu của ông được không? Được, nhưng đừng làm mất, bởi vì sếp sẽ sa thải ông đi. Dân ạ. Ôi Chúa ơi, con nghĩ người phụ nữ kia đang bị tấn công. Tránh xa tôi ra. Cút đi, tránh xa tôi ra. Cứu tôi với. Cứu với. Cứu. Im đi. Cứu với. Dừng lại. Này. Này. Cái gì? Bình tĩnh nào. Ở yên đó. Nghe này.
Các anh đang làm cái quái gì thế? Chúng tôi chẳng làm gì cả. Đó là cô gái trong nhóm chúng tôi, và chúng tôi chỉ trêu đùa một chút thôi. Được chứ, bình tĩnh đi nào ông bạn. Trêu đùa có thể bị bắn giữa sọ đi. Cút khỏi đây đi. Được rồi, bình tĩnh nào. Khỉ thật. Nhanh lên nào mọi người. Mario, có thấy thằng bé mặc áo xanh xám không? Không. Mario. 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 Alo, nếu mày muốn cháu trai mày còn sống, thì hãy đến gặp tao ở cây cầu đường số 3 tối nay lúc 9 giờ. Không được báo cảnh sát, chỉ mỗi mày thôi. Mày hiểu chứ? Nghe này, cho dù mày là ai, nếu mày làm hại thằng bé, ta sẽ tìm cho ra mày và giết mày bằng cách đau đớn nhất. Mày nhớ đi, cầu đường số 3, 9 giờ tối. Thằng bé bị bắt cóc. Bố chỉ trời mắt một chút và thế là có người bắt thằng bé đi. Một ngày tồi tệ và xảy ra chuyện này sao? Giải thích đi. Hãy nói cho con biết bố đã bỏ lại thằng bé thế nào. Ý bố là thế nào khi bảo rằng bọn xấu đã bắt lấy thằng bé? Điều đó có nghĩa là sao? Không, đó là những người xấu. Họ sẽ chính một mù phải không? Cậu không hiểu sao? Chúng ta không thể làm thế. Chúng ta phải làm điều chúng bảo. Giờ bố sẽ đem thằng bé về. Bố sẽ đưa nó về. Khỉ thật. Cảm ơn. Cảm ơn ông Dung. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ năm. Để xem nào. Được rồi. Xin lỗi. Tôi đang nghe về chuyến thăm San Quentin sáng nay của ông. Đó có nằm trong chỉ thị không? Không. Có những thứ còn tệ hơn cái chết xảy ra với con gái mình mà ông bố có thể tưởng tượng ra được. Và cho dù nó là điều tồi tệ gì, tôi sẽ khiến nó diễn ra hàng ngày. Chỉ thêm một sai sót nữa thì chuyện tệ nhất sẽ xảy ra. Chúa ơi, sao mình lại ngốc như thế? Chị nghĩ tại sao họ lại làm thế? Có thể do chị là con gái của thống đốc. Thật sao? Bố của chị là thống đốc à? Ông của em là cảnh sát. Bữa tối của tụi bay đây. Chúc ngon miệng. Lên xe đi. Mày. Mày đang đợi người khác sao? Cháu trai của tao đâu? Hiện giờ nó an toàn. Nhưng nếu con trai tao bị hành hình, thì cháu của mày cũng sẽ đi theo nó luôn.
cách đây 3 năm, lời khai của mày đã tống con trai tao vào tù. Lời khai mới của mày sẽ giúp nó được thả ra. Cái là gì? Văn bản pháp lý. Nội dung là mày chính thức rút lại lời khai chống lại Manuel Ken. Con trai của mày đã giết chết 3 cảnh sát. Rất khó để bào chữa điều đó. Nhìn cho kỹ đi. Mày muốn tao nói là chính tao đã giết họ sao? Mày lấy tiền của Manuel Ken để nhắm mắt làm ngơ cho vụ làm ăn của nó. Khi những dân chuyên điều tra phát hiện ra thì mày đã giết họ và đổ tội cho con trai tao. Một hành động ích kỷ sẽ không ai tin đâu. Vì sự an toàn của cháu mày thì mày hãy hy vọng hối tình. Và tao đưa tờ giấy này cho thống đốc để ông ta xóa tội cho con tao. Và bọn tao sẽ trả Mario về cho mẹ thằng bé. Sao tao biết mày sẽ thả nó ra? Tin tao đi. Và cảm ơn thanh tra. Đúng rồi. Còn một việc nữa. Chuyện này thật khó xử. Lẽ ra bọn tao nên nói cho thanh tra mày biết về chuyện này trước. Bọn tao cũng đã muốn mày ký vào cái này. Roger sẽ tham gia việc hành hình này. Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cái quái gì thế này? Tôi không thể tiếp tục sống với tội lỗi của mình nữa. Đây là thư trăn trối chết tiệt. Marasco, tao nghĩ mày mới là người gây chuyện. Mày có cơ hội kết liễu cuộc đời thảm hại của mày bằng cách hy sinh mạng sống của cháu trai. Mày chết, thằng bé sống. Đơn giản thôi. Đưa tao cây giết. Họ sẽ nói thế nào về sự trả thù? Nó là một ăn lạnh. Giống như việc mày sắp trở thành cái xác không hồn vậy. Không, tao đang nghĩ về cái khác. Hay là thế này, một mắt đổ một mắt. Dừng lại, quay xe lại. Quay lại và bắt lấy hắn đi. Vậy mày muốn chơi trò thi can à? Ra khỏi xe! Ra khỏi xe ngay! Giơ tay lên! Này, tôi phải đi đến bệnh viện. Tôi đang bị thương. Đừng bắn. Đừng bắn mà. Giơ tay lên. Đột khốn. Tao sẽ giết mày. Đột khốn. Khốn kiếp. Mẹ kiếp. Khỉ thật. Ra khỏi đây thôi.
Xin chào, đã lâu rồi không gặp. Xin chào, cho tôi điếu thuốc, tôi thường mua nha. Chỉ liều thông thường thôi. Tối nay cô định làm gì? Cảm ơn, có muốn đi chơi với chúng tôi không? Không đâu. Thôi nào, tôi muốn một mình, sao cũng được. Vanessa, nghe máy đi. Vanessa, bố cần nói chuyện với con, chuyện rất quan trọng. Hãy gọi lại cho bố nha. Vanessa. Vanessa. Chết tiệt. 911. Tôi cần xe cứu thương. Ừ, chơi thuốc quá liều. Số 2105, khu Walton. Cố lên nào. Cố lên. Nối máy cho tôi gặp công tố viên liên bang. Tôi biết giờ này là mấy giờ mà. Cứ làm đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Cô ấy đang yếu đi. Nhanh lên. Chúng ta sắp mất cô ấy rồi. Phim được thực hiện bởi phimvip.vn. Cô cần xem qua cái này. Văn bản từ văn phòng của công tố viên liên bang. Không thể nào là thật được. Chuyện này thật dớ dẫn. Mọi người, chúng tôi vừa mới nhận được lệnh trực tiếp từ thống đốc bắt giữ thanh tra Frank Marasco. Vì tội gì? Có chứng cứ cho thấy ông ấy có liên quan đến vụ sát hại 3 cảnh sát. Xin lỗi đại úy, với tất cả sự tôn trọng, nhưng cái này, ý tôi là nó thật nhảm nhí. Không có cảnh sát nào ở trong khu vực này lại không tin tưởng giao tính mạng vào tay của Frank cả. Và anh biết là đúng thế. Tôi biết rằng chuyện này rất khó để chúng ta tin, nhưng chúng ta nhận được lệnh từ cấp trên, cho nên hãy đưa Frank về và làm rõ chuyện này. Đi bắt anh ta. Đây là lệnh. Con yêu, bố xin lỗi. Nếu con có thể nghe thấy bố, Mario vẫn còn sống. Bố sẽ đảm bảo nó sẽ không sao. Sao cô biết tôi ở đây? Tôi làm việc rất có hiệu quả. Thống đốc đã ra lệnh bắt ông. Cô biết rõ chuyện này là dớ dẫn mà. Nếu ông muốn giải thích, hãy làm việc đó ở đồn cảnh sát. Đừng sử dụng lời nói dối thiện ý với tôi. Giơ tay lên, thanh tra. Cô sẽ làm gì? Bắn tôi sao? Không được cử động. Chúng ta về đồn thôi. Cô phải hỏi tự mình. Mình có tin ông ấy không? Đôi khi, đó không có ở trong sách. Không có ở trong đầu, mà nằm trong sự gan dạ của cô. Hãy cảm nhận nó. Chúng ta hãy cùng về đồn thôi. Thanh tra, đây không phải là miền chuyển tay. Hãy để tôi giúp ông. Cô không thể đâu. Hãy tránh đường cho tôi. Bullet thôi nào.
Chết tiệt. Được rồi, xin lỗi ông. Xin lỗi, đừng... Tôi biết đôi khi cảnh sát sẽ biến chất, nhưng mà thật lố bịch, rằng sẽ không giết cảnh sát. Ừ, không đời nào là thế. Họ đã nắm lấy bằng chứng gì của ông ấy nhỉ? Chúc một ngày tốt lành, thanh tra. Ngồi đi. Mày khiến cho bọn tàu Ruger không vui chút nào. Tối qua tao không ký gì cả, và giờ tao cũng không. Nếu mày đến để giết tao thì cứ làm đi. Chúng ta sẽ làm điều đó. Tao đảm bảo Ruger rất sẵn lòng làm điều đó đi. Mày có thể cứu được người khác. Điều đó sẽ thúc đẩy mày ký vào. Này, có chuyển động. Anh nghĩ ông ta lẻn vào mà chúng ta không thấy sao? 1-10-19 xin được báo cáo. Marasco đang ở trong căn hộ của ông ấy. Chúng tôi cần viện trợ. Trả lời mã 2. Bảo họ đừng manh động. Đi thôi. Mày biết đấy, theo như hành động tối qua của mày, mày không hoàn toàn đánh giá đúng tình trạng nguy hiểm của cháu mày. Tao không phải là người tử tế đâu, thanh tra. Mày đã đọc hồ sơ của tao rồi đấy. Tao làm những chuyện kinh khủng với người khác. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em. Mario cũng không là ngoại lệ. Cho thằng nhóc nghe máy. Ông ơi, cứu con với. Mario, con phải mạnh mẽ lên. Làm đi, cắt ngón tay của nó. 1, 2. Không, không, đợi đã. Xin ông đấy, đừng để họ làm thế. Giờ mày hãy nghe tao nói để thanh tra. Mỗi lần tao sẽ cắt một bộ phận trên cơ thể của thằng bé. Mỗi lần một ngón tay. Mày hãy ký đi. Cảm ơn vì đã ký. Chúng ta sẽ thử liệu xem có thể bảo ông ta ra ngoài không. Chúng ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Được chứ? Ông muốn nói lời cuối không? Hai từ thôi. Mẹ và kiếp. Nè Frank, Esther, Travis đây. Ra đây đi, chúng tôi muốn nói chuyện với ông. Mau ra đi, chúng tôi muốn nói chuyện. Mở cửa đi Frank. Esther, Travis đây, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Frank, Frank, là David đây. Chúng tôi biết ông không làm gì cả. Mau ra đây nói chuyện với chúng tôi đi. Các người đang làm gì vậy?
bình tĩnh, tôi đã bảo là đừng manh động mà. Chúng đang trốn thoát. Frank, bỏ súng xuống. Frank, bỏ súng xuống đi. Chúng bỏ trốn rồi. Bỏ súng xuống đi. Chúng đang bỏ trốn kìa. Bắt lấy ông ta. Nằm xuống. Nằm xuống. Chúng đang trốn kìa. Lấy đồng phục của họ. Thống đốc Governor Johnson, được rồi, tôi nhận lời thú tội của ông. Tôi đã giao người của ông cho cảnh sát. Giờ thì hãy thả con trai tôi ra. Nghe này, chúng tôi vẫn đang làm thủ tục ân xá. Nó phải thông qua tòa án. Không, đợi đã, dừng lại. Ông không hiểu rồi, tôi không cần lý do. Ông hãy làm nó diễn ra, đừng khốn nạn thế chứ. Tôi chỉ là một thống đốc. Tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này như ông. Tôi muốn con gái tôi trở về. Thế thì ông hãy sử dụng ảnh hưởng của mình lên các thẩm phán. Bởi vì nếu con trai tôi không được thả trước trưa mai, thì con gái của ông sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn chết. Không, nghe này, tôi cần thêm thời gian. Chúng tôi không... Chết tiệt. Khốn thật. Tôi phải khen hắn đi, hắn đã rất cẩn thận. Nhìn này, đây là gì? Thư trăn trối. Hắn ta muốn giết Marasco và tạo dựng hiện trường như vụ tự sát. Ừ, thư trăn trối. Hắn nó đã được dàn xếp.
Thậm chí tôi còn không biết Marasco có thể giết nữa cơ. Tôi nói cho cô biết một điều nha. Tôi biết Frank. Ông ta không thể nào là kẻ giết cảnh sát được. Em suýt nữa lấy được rồi đấy. Sắp được rồi. Còn chút nữa thôi. Em đang cố. Công chúa Dumenta, dậy đi mày, đưa bọn nhóc lên xe, chúng ta phải đi thôi. Tôi dậy rồi. Chúng ta sẽ có một chuyến hành trình nhỏ. Chúng bắt giữ thằng bé trong bao lâu rồi? Lâu rồi. Từ 1 giờ 45 ngày hôm qua. Tôi xin lỗi, Frank. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó. Tất cả chúng tôi cũng thế. Ngồi ở đây nói không thể giúp đem cháu trai tôi trở về đâu. Chúng ta phải làm điều gì đó. Ừ. Hình như thống đốc đang đến, cùng với công tố viên liên bang. Ken càng lúc càng liều lĩnh. Hắn sẽ làm thứ mà hắn đã nói, thống đốc. Tôi e rằng nếu Manuel Ken bị hành hình, thì chuyện tương tự như thế sẽ xảy ra với con gái ông. Tôi cá rằng Mario sẽ là người tiếp theo. Tôi đã nhận được những thứ này trong mấy ngày gần đây. Điều đó không thể biện minh cho việc làm của tôi, hoặc không báo cáo lại. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái chết của 4 cảnh sát giỏi và thanh tra. Tôi tin rằng ông có quyền. Hắn sẽ giết cô bé. Ông biết mà đúng không? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta phải làm điều đúng. Nếu phái cảnh sát đến đó, thì không khác nào cho 2 viên đạn vào đầu bọn nhóc cả. Tôi biết. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không làm gì cả. Và điều tôi sắp làm, mọi người sẽ không biết đâu. Tôi cũng sẽ không cần cái này, đại úy. Được rồi, cô gái khỏa thân xinh đẹp. Ken ở đâu? Ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ tố cáo ông đấy. Cô biết không, khi người ta tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, họ sẽ thấy mặt trời mọc. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy rác rưởi ở trên giường.
và tôi phải dọn dẹp bởi vì đó là công việc của tôi. Tôi thích công việc của mình. Cô là một phụ nữ xinh đẹp, Brooke. Nhưng với tôi, cô chỉ là một đống rác mà tôi cần phải dọn. Giờ thì Ken ở đâu? Tôi không biết. Được rồi. Ken ở đâu? Tôi thật sự không biết. Tôi thề đi. Chúng ta có thể chơi trò này cả đêm, nhưng tôi biết cô đang nói dối. Ken đâu? Ken ở đâu? Được rồi, được rồi. Tôi đoán ông ta ở nhà an toàn, ở hoang mạc. Cảm ơn sự hợp tác của cô luật sư. Đồ khốn. Chúng ta đang ở Mỹ. Hãy nói tiếng Mexico đi. Speedy. Là Bullet đây. Yeah, ừ, Holmes đây. Tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa. Tôi cần vài món quà. Bullet. Chào Holmes. Tôi có thứ này cho ông. Để tôi đưa cho ông. Tạm biệt. Tạm biệt, Speedy. Nhìn này. Nếu ông cần tôi và đàn em đi theo, chúng tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn người anh em. Đây là nhiệm vụ dành cho một người thôi. Cảm ơn. Cứ tự nhiên nha. Frank, ông không thể nào làm việc này một mình được. Ken là một kẻ liều lĩnh. Hãy gọi cho tôi. Chết tiệt. Khỉ thật. Bố của cô ta là một người quyền lực. Để xem tình yêu thương con của ông ta đến đâu. Max, anh nên ngủ đi. Madison vẫn chưa trả lời. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi địa điểm. Cô ta biết chúng ta ở đâu. Mày đưa hai đứa nhóc ra.
rồi chúng ta chất mọi thứ lên xe. Chúng ta có thể bỏ chúng lại đây. Mẹ kiếp, tao đã bảo là đưa hai nhóc ra mà. Chúng ta sẽ đến Mexico. Ông đang làm đau tôi đấy. Này, đó là gì vậy? Mở cốp xe ra. Cái quái gì thế này? Anh ta đang làm gì ở đây vậy? Ra khỏi đó nghe. Đại ca, chúng ta gặp rắc rối rồi. Không, mày mới gặp rắc rối. Nhìn kìa. Chết tiệt, là tên Bullet. Đó là câu hỏi hay là câu khẳng định? Tôi sẽ xem như là một yêu cầu. Được rồi, lá tiếp theo nào. Này, bóng trứng này sao thế? Khốn thật, ra tiệm tạp hóa mua đi. Chết tiệt. Các anh không thể tự mình làm gì được sao? Đau ức. Thế à? Được rồi, lá tiếp theo. Này, món trứng sao thế? Vậy giỏi sai này sai nọ. Trứng đâu hết cả rồi nhỉ? Sony. Sony, thức ăn đâu cả rồi? Sony. Sony, mày không sao chứ? Ôi Chúa ơi, chúng ta trả tiền cho bọn ngu này để làm cái gì cơ chứ? Nhanh lên, đặt cược đi chứ. Ai trước? Chờ thôi, lá tiếp theo. Nếu tao là mày, tao sẽ không làm thế đâu. Không sao đâu. Tao chỉ làm công việc của tao thôi, mày biết chứ. Tao cũng chỉ làm công việc của tao. Thế à? Thế mày đến đây làm gì? Hắn đã trả cho mày bao nhiêu tiền để bắt cóc cháu trai tao? Ra là chuyện này à? Để tao nói cho mày biết. Đầu tiên mày cứ bình tĩnh đi. Để tao nói cho mày biết một chuyện. Bọn tao có thể đưa mày ra khỏi đây. Với mày điều đó đáng giá bao nhiêu? 4 viên đạn. Thế à? 1, 2, 3, 4.
mày. Này khỉ con. Ông ngoại. Ừ, ông đã bảo con sẽ không sao mà. Một mắt đổi lấy một mắt, xoay người lại. Đồ khốn, bắt tao đi. Mày có quyền câm miệng lại. Trò chơi kết thúc rồi. Này, mày không thông minh như mày đã nghĩ đâu. Frank, tao thật sự thích mày đấy. Mày rất có phong cách Đức. Thậm chí ngay cả khi mày bị áp đảo về số lượng, mày vẫn tiếp tục chiến đấu. Lão già gân ấn tượng. Giờ thì hãy nói lời cầu nguyện đi. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Mày biết từ đó nói tiếng nào bằng tiếng Mexico không? Cứu con với. Thả cháu tao ra và tao sẽ không giết mày. Một câu nói buồn cười đấy Frank. Mọi chuyện kết thúc rồi, thả nó ra đi. Mày bỏ súng xuống và tao sẽ không bắn thằng nhóc. Tao sẽ không rời khỏi đây nếu không có cháu trai tao. Tao nói cho mày biết nha. Chúng ta hãy kết thúc theo kiểu Mexico. Mày là một tên Mexico khó chơi đi. Ông ngoại. Ông ngoại à. Khỉ con. Con thật dũng cảm. Đi thôi. Con biết là ông sẽ đến mà. Thấy chưa, em đã bảo là ông ấy sẽ đến cứu chúng ta. Cảm ơn ông rất nhiều, ông Marasco. Ta rất vui khi hai đứa đều không sao cả. Để ta đưa hai đứa về nhà.
bang California tuyên án tử hình Manuel Ken bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Hãy bắt đầu cuộc hành hình.